Dự báo thời tiết 2 tháng 7, miền Trung nắng nóng gay gắt 41 độ C. Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội đã vượt qua mốc 39 độ và sẽ duy trì mức nhiệt này đến hết thứ Tư, trong khi đó miền Trung sẽ chạm mốc nắng nóng gay gắt 41 độ C. Ngày hôm qua 1 tháng 7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ như Hòa Bình 39.2 độ, Chi Nê, Hòa Bình và Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 39.4 độ, Thanh Hóa 39.3 độ, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 40.4 độ, Tây Hiếu, Nghệ An 39.8 độ, Đô Lương, Nghệ An 39.0 độ. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa đông nam, vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay 2 tháng 7, phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ. Khu vực Hà Nội, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay, phổ biến 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ, từ 11 giờ đến 16 giờ. Cảnh báo, nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5 tháng 7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, phổ biến 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ, phổ biến 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Thủ đô Hà Nội hôm qua nắng nóng 39,1 độ. Đây chỉ là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn từ 2 đến 4 độ, thậm chí nếu di chuyển trên mặt đường nhựa, mức nhiệt còn cao hơn nữa. Ngay cả khi đã tắt nắng, nền nhiệt cũng giảm rất chậm, do tác động của hiệu ứng đô thị, lúc 19 giờ tại thủ đô vẫn nóng 35,6 độ, đến 22 giờ giảm còn 33,6 độ C, và đến rạng sáng nay vẫn còn sấp xỉ 30 độ, trời oi nóng dữ dội cả ngày lẫn đêm. Trong hôm nay, dự báo mức nhiệt 39 và trên 39 độ sẽ tiếp tục duy trì tại Hà Nội và còn kéo dài đến hết thứ Tư. Các tỉnh Trung Bộ phổ biến trên 38 độ, tuy nhiên nhiều điểm được dự báo sẽ có nắng nóng đặc biệt gay gắt 40 đến 41 độ C. Do tác động của hiệu ứng phơn, độ ẩm không khí xuống thấp dưới 50%, có lúc xuống dưới 40%, nên người dân càng cảm thấy bỏng rát gia tăng khi ra đường. Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất tại Bắc Bộ trong năm nay, trong khi miền Trung vẫn còn 1 đến 2 đợt nữa trong tháng 7. Dự báo phải đến 5 tháng 7, đợt nóng này mới bắt đầu dịu dần. Tây Nguyên tăng nhiệt nhẹ về đêm, nhưng ban ngày vẫn khá mát mẻ, phổ biến 30 đến 33 độ C, đêm mát mẻ 22 đến 25 độ, chiều tối và đêm chuyển mưa dông, riêng Đà Lạt ngày mát 27 độ, đêm lạnh 17 độ. Tại Nam Bộ, một số điểm miền Đông oi nóng 33 đến 34 độ, trong khi miền Tây vẫn mát mẻ 31 đến 32 độ C, ban đêm toàn vùng mát mẻ 24 đến 27 độ C. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm 2 tháng 7 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, độ ẩm 42 đến 94%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2, 3, độ ẩm 40 đến 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, riêng khu vực đồng bằng 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3, độ ẩm 40 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ C.
nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, phía Bắc nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, độ ẩm 45 đến 93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, độ ẩm 55 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2, 3, độ ẩm 42 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ C. Tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Hiện nay 2 tháng 7, vùng áp thấp phía Tây đang tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp phía Tây, nên trong 2 đến 3 ngày tới, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Tây Nam đến Nam, mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1.5 đến 2.5 mét, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1.